chứng. Bác tuần tới mình nghe bác soạn cái hình như là cái bữa trước thì chúng tôi cũng nói sơ qua rồi cái trận đánh cuối cùng ở Xuân Lộc ấy. Đấy. Thì thật sự là cái vấn đề cái trận đánh cuối cùng ở Xuân Lộc á, mấy ông ở đây hãnh diện nói là của chiến thắng cuối cùng. Thì thôi là chiến thắng thì cũng một chiến thắng, tại sao mình qua đây thì cái chuyện đó chúng tôi nói rồi. Nhưng mà đó mình thật sự trận Xuân Lộc là cái trận mình bị người Mỹ lợi dụng cái giờ phút cuối cùng. Tức là làm sao dùng cái Xuân Lộc để chặn cái bước tiến của quân đội miền Bắc, để cho người Mỹ còn lại thoát ra khỏi Việt Nam. Bởi vì sức tiến quân của miền Bắc quá nhanh, nhanh đến mức không ngờ, ngay cả những người mà gọi là bộ đội họ đi vào họ cũng không ngờ họ được đi nhanh như vậy. Nhanh đến nỗi mà khi cái một cái tôi không nhớ là trung đoàn mấy phải ở miền Trung, ở chỗ Bình Thuận vậy đó, đi ra ngoài tàu để chạy vào trong Sài Gòn để kịp tiếp thu, tại vì cái họ chiến tranh quá nhanh, họ dùng cái trận đánh Xuân Lộc đó để chặn cái bước tiến của quân miền Bắc, và mặt trận Xuân Lộc bị bể. Tức là không có chặn nổi đó, thì họ dùng hai cái bom CBU. Vâng, đúng. Hai cái bom CBU đó giết biết bao nhiêu quân miền Bắc và quân miền Nam. Chúng ta bị lợi dụng cho tới cái giờ phút thứ 25 vẫn còn bị người Mỹ sử dụng để anh em chúng ta nằm chết để cho người Mỹ được di tản một cách êm thấm. Ông thành ra thưa anh, đấy mới là cái mà thỏa thuận ngầm với nhau. Dạ vâng. À, thỏa thuận ngầm với nhau, chứ mình thỏa thuận ngầm với nhau rằng thì là để cho người Mỹ rút cho tới mức cuối cùng, người lính Mỹ cuối cùng. Và người Mỹ họ cũng có đề phòng rằng nhỡ nhà cầm quyền Việt Nam bội ước thừa thắng xông lên, cho nên họ mới cảnh cáo bằng hai cái trái CBU. Tôi có gặp mấy cái anh bạn không quân mà anh ấy là một trong những người mà cũng tham gia vào cái chuyện mà chụp cái trái bom CBU lên. Dạ, vâng. Và trái bom CBU đó nó đặc biệt là Việt Nam có, nhưng mà nếu mà không có ngòi, vâng, đó, thì là không có nổ được. Thì người Mỹ đồng ý để cho nổ. Thì tại sao họ không cho nổ 5 trái, 6 trái này kia này, để nghĩa là quân đội miền Bắc tan tành đi. Thế mà họ chỉ cho nổ 2 trái thôi là vừa đủ để chặn cái bước tiến của quân đội miền Bắc, để cho người Mỹ được quyền rút ra khỏi Việt Nam. Vâng. Chính ông Martin, Graham Martin, ông còn chần chừ cơ mà. Đúng. Ông chần chừ, ông chưa chịu đi. Thế tới lúc mà ông General Ford ra lệnh đi gấp, đi ngay làm lập tức, thì lúc đó ông chỉ cuốn cái lá cờ vào trong cái cặp táp của ông, còn loài cả lá cờ ra ngoài nhảy lên máy bay trực thăng. Và ông ấy là một trong những người mà, tại vì là những người mà sống ở Việt Nam đó, thì giao dịch với nhiều chính khách Việt Nam lắm. Nó đã có nhiều cái lúc di tản đó, có nhiều hứa hẹn. Tới giờ này đó, ông ấy đi thì ông ấy cũng hơi tiếc, hơi thương những các cái người đã cộng tác với nước Mỹ. Đấy là do đó mà ông ấy cứ chần chừ. Và đến được quyết định cuối cùng đó là mới cho coi như là thủy quân lục chiến tới mà áp tải ông ấy đi. Thế thành ra nhân đấy mình mới nói chuyện cái CBU này cũng giống như là cái vụ Algeria đó. Cũng lại có cái thỏa thuận ngầm để mà không bắn vào những nơi có người Nga. Đấy, cái vụ Syria. Vâng, nó hết sức là chính xác. Dạ vâng. Đó là nó bỏ bom nhưng mà không bắn, thành ra ông tổng thống Assad mới đi vào trong trốn ở trong cái chỗ căn cứ của Nga. Thì tất cả thưa quý khán giả là bây giờ thì nói lại cái chuyện cũ thì nó cũng không có vui gì, nhưng mà mình cần phải nói cái sự thật để cho mọi người nhìn thấy rằng những người mà anh em quân đội mình á, đừng có hãnh diện về cái trận đánh cuối cùng gọi là trận đánh Xuân Lộc, là chiến thắng cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà chúng ta đã bị lợi dụng cái chết và xương máu của anh ta để làm lót đường, chặn cái bước tiến của quân miền Bắc tiến quá nhanh để cho người
trong cả đại sứ Mỹ cũng như là những người mà thân nhân của Mỹ này kia, họ kịp di tản ra khỏi Việt Nam. Và hai người lính Mỹ cuối cùng chết, thì cuộc chiến Mỹ chết là sau khi mà bị pháo kích vào ngày 28. Tôi đi ngày 27, mà máy bay kế tôi đó là bị trúng đạn lúc mà đang chạy ở chỗ phi đạo, sắp sửa cất cánh lên thì bị trúng cái đạn pháo đứt làm đôi. Tất cả người trong nhà đều nghĩ rằng tôi là người bị chết, tại vì trước đó tôi đã gọi điện thoại báo về nhà biết rằng là tôi chuẩn bị lên máy bay đi. Thôi, thì cảm ơn tất cả các quý vị. Và ngày hôm nay á, chúng tôi không ngờ con số người vào coi rất là đông, đông nhất trong từ xưa đến nay. Và chúng tôi cũng đã bị một vài những cái phản ứng của những người nói hơi tiêu cực và lại dùng những cái văn hóa rất là vô văn hóa, thì chúng tôi không có buồn. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nói đúng tim đen của quý vị, nói đúng sự thật nên quý vị không thích. Thành ra không thì anh cảm ơn thì anh phải cảm ơn hết, tức là người ta cũng đã theo dõi nhiều. Vâng. Thì không thiếu gì những các cái tôi thích nhất là trong bây giờ nó có một cái ông nó gọi là Trần Ngơ đó. Ông Trần Ngơ, cựu chiến binh nhỉ? Ông Trần Ngơ đó thì đấy, những các cái mà đi vào mà phê bình đó, đây là một trong những các cái loại Trần Ngơ. Dạ, đúng không ạ? Dạ vâng. Thành ra nhiều khi ông không theo dõi chỗ này chỗ kia đó, nhưng mà nó vui. Dạ vâng. Dạ. Cái thuốc cho ông Trần Ngơ đi về, nó có cái thuốc gọi là thuốc Trần Ngu đó các bác. Đúng. Chứ còn cái chuyện mà ném bom CPU mới gì nó không có điều gì để mà oán trách hay đã đánh dấu hay là chê chiếc gì cả. Cái vấn đề là chiến tranh thì người ta có những cái thỏa thuận, mà người ta có những đề phòng rằng nhỡ cái thằng nào nó vi phạm không. Vâng, chữa bệnh ngơ thì có cái thuốc gọi là Trần Ngu mà. Vâng. Chúng tôi xin hẹn quý vị lần tới, và hy vọng rằng bác Phương sức khỏe bác dồi dào thì trở lại với lại anh em. Còn nếu mà anh Song Phạm bữa thứ sáu nào anh Song Phạm có thể lên được, thông báo sớm để bác Cường chuẩn bị để chúng ta gặp nhau nói vào ngày thứ sáu, thì chúng tôi vẫn giữ ngày thứ ba này, nhưng mà ngày thứ sáu sẽ là ngày bonus. Trong trường hợp mà anh Song Phạm rảnh thì chúng ta sẽ mở thêm ngày thứ sáu nữa, tức là ngày có thêm, là coi như tuần nó sẽ có thêm hai buổi nói chuyện. Tại vì lý do chúng tôi chọn ngày thứ ba nó thì đối bác Cường với tôi thì lúc nào cũng được hết, nhưng mà chọn ngày thứ ba là ngày ít bị bận rộn, ít như bận rộn. Chứ ngày thứ sáu thỉnh thoảng á, chúng tôi cũng bị mắc kẹt như là đám phân ưu hay là đám ma hay là đám cưới này, thì có những công việc làm. Vâng, chúng tôi sẽ có tin vui cho quý vị ngày thứ sáu cuối tháng này, ngày 27 tháng 4, mà chúng tôi không loan báo trước nhưng mà sẽ báo cho quý vị biết. Đó là một cái tin hy vọng rằng sẽ là một cái tin mà là một thêm một trái bom nổ trong cái cộng đồng này. Kính chào quý vị.